Liên Anh rất là có nhiều đam mê và những duy trì. Liên Anh suy nghĩ về làm đẹp ngay từ những giây phút đầu tiên Liên Anh thức dậy. Đầu tiên bao giờ cũng là tìm kiếm những thông tin mới, trả lời mới. Đặc biệt Liên Anh còn rất là thích những thông tin liên quan đến làm đẹp của thời trang. Ví dụ như là nhà thiết kế thời trang nào đang ra một sản phẩm mới, hoặc là một thương hiệu cao cấp nào đó đang ra một dòng mỹ phẩm mới. Tại thì có rất là nhiều bạn trẻ hoặc là nổi tiếng tham gia vào cái mặt trận beauty blogger, và Liên Anh rất vui được là một phần trong đó, bởi vì Liên Anh quan niệm rằng dù có thêm nhiều đi chăng nữa thì là mọi người đang đóng góp đa dạng cho thế giới beauty blogger. Càng đa dạng hơn, càng có nhiều xu hướng làm đẹp hơn, càng có nhiều màu sắc hơn thì độc giả càng có nhiều lựa chọn và trở nên đẹp. Một trong những cái điểm mà làm cho kênh video của mình khác với cả các kênh khác đó chính là tính ứng dụng. Mình ưu tiên những cái clip ngắn gọn, xúc tích và có thể thực hành ngay lập tức, bởi vì nguyên liệu chất liệu beauty của mình đến từ cuộc sống. Mình không muốn làm những thứ xa vời hoặc là những thứ quá học thuật để các bạn cũng có thể làm theo được. Một trong những câu hỏi mình thường được nhận nhất đó là bạn ưu tiên sự lựa chọn giữa sản phẩm high-end hay là sản phẩm low-end. Thực ra với mình, sản phẩm nào cũng có một cái đặc điểm riêng, có một cái ưu điểm riêng. Nếu mà để chọn lựa giữa là high-end và low-end thì mình sẽ chọn lựa giữa sản phẩm phù hợp với mình. Điều quan trọng nhất để trở thành một beauty blogger đúng nghĩa đó là phải công tâm và phải yêu tới sản phẩm của mình. Ví dụ như là một video, một bài viết hoặc là một bài review, bạn thật sự phải dành trái tim của mình vào trong đó. Bởi vì thật sự bạn làm đẹp không chỉ là áp dụng trên cơ thể của bạn, không thể áp dụng trên vẻ đẹp của bạn, mà có thể là truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Bạn không thể nào tham gia một phong trào sử dụng một loại sản phẩm mà bạn biết là gây hại chỉ vì nó hot, chỉ vì nó được trả nhiều tiền, hoặc là chỉ vì nó thật ra là theo trào lưu. Có rất là nhiều bạn comment trên Facebook hỏi mình là cuộc sống của beauty blogger có vẻ rất là đơn giản, màu hồng và dễ dàng. Nhưng thật sự nếu mà các bạn là mình một ngày thôi, các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác là buổi sáng deadline là như thế nào. Và chắc chắn một điều là trong giới beauty blogger truyền nhau là đã làm beauty thì sẽ không còn beauty nữa. Bởi vì là bạn phải thử liên tục những sản phẩm mới, bạn phải chùi son khi mà review về son hoặc thử một loại son mới liên tục. Thậm chí ngay như vừa rồi, ngay trong đoạn clip này, bạn thấy mình đổ màu son, lúc đó là môi mình rất là rát, rồi tóc rụng. Tất cả những điều đó trên ống kính các bạn không thể thấy được, bởi vì mình giấu những điều đó để nhường những cái phần tốt đẹp nhất cho các bạn cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc sống. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho công việc của mình. Khi mà một người bạn, một người em gái hoặc một độc giả trên Facebook nhắn tin cho mình là bài viết mới của chị, bài viết mới của bạn làm cho các bạn có thêm niềm cảm hứng mỗi ngày. Và nhất là sau một ngày đi về, chồng mình nhìn thấy mình và nói là em xinh quá. Cái đấy là mình rất rất là sung sướng, dù có thể là mình chỉ muốn tháo lớp makeup ra ngay lập tức.